Hello, xin chào tất cả các em nha, lại là thầy Di đây. Ngày hôm nay thầy sẽ gửi đến các em một cái câu mang cái mã là 1308/2022. Được chưa? Chúng ta có cái đề như sau: cho cơ hệ dao động như hình vẽ, biết lò xo nhẹ có độ cứng K là 50 newton trên mét, các vật có khối lượng là m1 bằng m2 bằng 100 gram, bề mặt nằm ngang nhẵn, ban đầu lò xo ở trạng thái không biến dạng. Được chưa? Đó, bình thường cái lò xo nó vậy thôi, nối hai vật thôi. Đó. Người ta cung cấp cho m1 một vận tốc ban đầu là v0 bằng 50 bi cm trên giây dọc theo trục của lò xo. Được chưa? Đó. Truyền cho nó một cái vận tốc V0 dọc theo trục của lò xo thì lấy bi bình là bằng 10 luôn. Nó hỏi là độ biến dạng của lò xo mà cực đại đó, đó trong quá trình dao động của hệ là bao nhiêu. Đó, thì mình có thể hình dung đúng không? Tưởng tượng một chút là nếu mà chúng ta tác dụng lên vật M1 đúng không? Một cái vận tốc là V0 á thì cơ thể chúng ta nó sẽ sao? Nó sẽ đầu tiên cái lò xo nó sẽ bị nén lại nè. Được chưa? Đó, nén cái mức tối đa, đó là bị biến dạng tối đa đó thì bắt đầu nó mới đẩy M2 đúng không? Nó bắt đầu mới đẩy M2. Còn trong cái khoảng biến dạng của nó thì nó sao? Thì nó vẫn chưa đẩy M2 một cách giống như M1, được chưa? Tức là nếu mà khi mà cái gì mọi người tưởng tượng ha, khi mà chúng ta có một sợi dây đi, được chưa, chúng ta có một sợi dây đi và khi mà nó đùn á, ok chưa, khi mà nó đùn á thì khi mà vật này chuyển động á, khi mà nó đùn á thì vật, khi mà vật này chuyển động á thì vật kia vẫn đang chưa có kết nối với vật này, ok không? Đó, hai vật vẫn đang chuyển động rất là rời rạc nhau. Nhưng mà nếu mà nó biến dạng cực đại á thì hai vật này coi như là gì, coi như là một thể thống nhất. Tại vì sao? Tại vì cái khoảng cách, đúng không? Về mặt khoảng cách của nó là không đổi, và nếu mà khoảng cách của hai vật mà không đổi thì chúng ta có thể coi như một vật, đúng không? Một gọi là một hệ vật mà quy nó về một vật để giải thôi cho nó nhanh. Được chưa? Đó, như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng là để khi mà lò xo biến dạng cực đại thì hai cái vật này nó phải có cùng cái vector vận tốc. Được chưa? Đó, thằng này chuyển động qua bên trái một góc, qua bên phải một đoạn là bao nhiêu thì thằng kia chuyển động một đoạn là bấy nhiêu, đúng không? Trong khoảng thời gian tương ứng, cho nên là nó bằng nhau về mặt gia tốc, về mặt vận tốc, về mặt độ dời. Được chưa? Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ đi phan thôi mọi người ha. Bây giờ chúng ta thấy rõ ràng đây là một cái bài toán về chuyển động cơ học không đề cập tới thời gian. Được chưa? Khi không đề cập tới thời gian thì chúng ta có một cái kỹ thuật rất hay để giải, đúng không? Giải rất nhanh. Được chưa? Còn khảo sát chuyển động thì lâu lắm, và cái phương pháp của nó là chúng ta phải dùng phương pháp giải tích, đúng không? Phải dùng phương trình vi phân để giải phương trình của định luật 2 rất là phức tạp, nó là dính với lò xo nữa. Nên là chúng ta sẽ dùng một cái kỹ thuật gọi là kỹ thuật năng lượng, ok không? Kỹ thuật định luật bảo toàn á. Đó, thì bây giờ chúng ta làm như sau ha. Đầu tiên á là chúng ta có động lượng của hệ lúc đầu nè, ok chưa? Đó, thì lúc đầu ha, ai cũng biết được là động là vật sẽ có động lượng á là m1, đúng không? Cái hệ luôn mọi người ha, nó sẽ có động lượng là m1 v0. Được chưa? Đó, coi như là chiều dương hướng từ trái sang phải luôn đi cho nó vô đề đây. Đây ha, ox gì luôn. Đó. Còn nói về lúc sau á, lúc sau nè. Được chưa? Thì chúng ta thấy rõ ràng á là hai vật này, cái lúc sau là cái lúc mà chúng ta cần cái độ biến dạng là cực đại á, thì hai vật này phải cùng vận tốc. Thì gọi vận tốc là v đi. Đó. Vậy là hai vật này cùng vận tốc thì tổng động lượng của nó phải là m1 plus đi cho m2. Được chưa? Đó, nhân cho V. Thầy ghi lúc sau ở đây đi cho nó dễ. Lúc sau. Được chưa? Còn thằng này lúc đầu thì thầy bưng lên đây đi. Lúc đầu. Đó, đây là động lượng nha mọi người. Ok. Và mọi người nhớ giùm thầy một điều là do những cái M này nó bằng nhau cho nên thầy có thể thay này là MV0. Còn này chính là bằng 2M nhân đi cho V. Hợp lý chưa? Ừ, có hợp lý chứ gì nữa. Tiếp theo là trường hợp là cái đại lượng tiếp theo là động năng. Ok chưa? Đó. Khi mà cái cơ thể của chúng ta mà nó sao nhỉ? Nó không chịu tác dụng của ngoại lực á thì nó vừa bảo toàn động lượng, ok. Đó, mà vừa bảo toàn gì? Động năng luôn, tại đâu có sinh công đâu. Cho nên định lý động năng thì động năng sau trừ động năng đầu bằng 0. Ra cho nên là nó vậy ha. Rồi. Thì bây giờ chúng ta thấy rõ ràng là cái ngoại lực tác dụng lên vật ha, gồm trọng lực và phản lực của mặt bàn nó bị triệt tiêu, cho nên là không, nó cũng không phải theo phương chuyển động nữa. Cho nên nó không sinh công. Cho nên nói chung là động năng của vật lúc sau thì chúng ta sẽ có là động năng của vật lúc đầu là mình sẽ có là 1/2 m1 v0 bình phương. Ra thì thằng này nó sẽ là 1/2 m v0 bình luôn. Ra. Còn đối với lúc sau động năng này. Lúc sau thì hai cái vật này nó có cùng gì? Cùng vận tốc, được chưa? Nó phải chuyển động như nhau mọi người ha. Nó phải chuyển động như nhau thì cái lúc đó cái dây nó mới căng cực đại được. Đúng không? Cái lò xo nó mới căng cực đại được. Còn nếu mà nó chuyển động khác nhau thì được chưa? Thằng này chuyển động sao thì thằng kia đâu có liên quan lắm, đúng không? Đó. Rồi, thì cái dây nó sẽ bị ngắn hơn bình thường ha, cái lò xo nó sẽ bị ngắn hơn bình thường. Còn này chính là 1/2 nè. M1 với M2 là giống nhau. Đúng rồi, M1 M2 là giống nhau rồi, V nó cũng giống nhau nữa cho nên thằng này nó là vậy. Được chưa? Đó. Thì này nó sẽ là bằng đi cho. Quay lại đi, nói cho nó